vấn hô hấp. Vì cái thời gian cho phép thì mình chọn một cái đề tài mà cập nhật nhất về cái vấn đề mà mình nghĩ rằng là trong cái vấn đề thực hành hàng ngày các anh chị có thể tiếp xúc với rất là nhiều bệnh nhân bị nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở ngoài cộng đồng. Và cái vấn đề xử trí của mình thì tất nhiên là các anh chị cũng đã biết rất là nhiều, nhưng mà bây giờ thì những cái guideline mới nhất họ nói gì về những cái vấn đề xử trí này của chúng ta như thế nào? Thì trong phần trình bày của mình, nếu mà sau cái thời gian này các anh chị có câu hỏi nào muốn trao đổi thêm thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Thì đây là một cái guideline của ACP và CDC. Đây là hai cái tổ chức rất là lớn của Mỹ. Vào năm 2016 thì họ đã cập nhật một cái guideline. Thì cái guideline này chủ yếu là định hướng về cái vấn đề mà hướng dẫn điều trị trong những cái nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính, đặc biệt là ở người lớn. Lý do tại sao mà người ta đưa cái guideline này ở người lớn, bởi vì là ở tại Mỹ thì những cái guideline cho trẻ em á, thật sự nó đã tương đối vô nề nếp hơn 10 năm nay rồi. Và đối với người lớn thì người ta vẫn thấy chưa hài lòng, do đó người ta cố gắng nêu trở lại cái vấn đề này để hướng dẫn các bác sĩ làm theo đúng những cái thực hành lâm sàng. Và cái người ta nhận thấy là lý do tại sao người ta đưa guideline này thì đối với người lớn là người ta thấy vấn đề sử dụng kháng sinh trên thực tế vẫn có rất là nhiều trường hợp là không có hợp lý. Và đây là một cái guideline để hướng dẫn chúng ta định hướng về cái điều trị kháng sinh hợp lý trong nhiễm khuẩn hô hấp cấp thường gặp ở người lớn. Đặc biệt là ở những cái đối tượng mà người ta nhấn mạnh là ở những người lớn khỏe mạnh, không có những bệnh lý trước đó, ví dụ như những người có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phế quản mãn hay là một số những cái bệnh lý suy giảm miễn dịch thì cái guideline này không đề cập tới. Thì cái guideline này người ta tổng kết trên 4.000 các cái hướng dẫn và những cái nghiên cứu từ những cái hiệp hội rất là chuyên nghiệp ở Mỹ, ví dụ như là các anh chị biết là ADSA hoặc là ATS, những cái hiệp hội về bệnh lý nhiễm trùng hoặc là những cái bệnh lý về lồng ngực của Mỹ, và những cái nước khác phát triển trên thế giới như là ở châu Âu, ERS chẳng hạn. Thì đây là những cái người ta tổng kết lại những cái tất cả những cái nghiên cứu mà hồi cứu có phân tích, những cái đánh giá có hệ thống và những cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên RCT. Và tất cả những cái nghiên cứu này thực sự là họ được đăng tải trên những cái tạp chí rất là lớn, ví dụ như là những cái thư viện của y khoa chúng ta cũng biết rồi, đó là những cái thư viện như là ROCCAN hoặc là PubMed hoặc là Medline vân vân. Thì người ta thấy là có 4 bệnh lý nhiễm khuẩn hô hấp cấp thường gặp ở ngoài cộng đồng mà chúng ta thường gặp. Thì cái chữ mà nhiễm khuẩn ở đây, thực sự là khi chúng ta nghe nói nhiễm khuẩn thì chúng ta lập tức là liên tưởng ngay tới là vi khuẩn. Nhưng thực sự nhiễm khuẩn là gồm có nhiều loại, có thể là vi khuẩn, siêu vi, vi nấm hoặc thậm chí ký sinh trùng. Thành ra người ta gộp chung vô cái từ là nhiễm khuẩn. Nhưng khi nói chữ nhiễm khuẩn thì chúng ta nên nghĩ rộng hơn một tí. Thì 4 cái tình trạng mà nhiễm khuẩn hô hấp cấp mà chúng ta thường gặp ở ngoài cộng đồng đó là viêm phế quản, viêm hầu họng, viêm mũi xoang, và một cái tình trạng rất là phổ biến đó là trong những cái mùa lạnh hoặc là những mùa thay đổi thời tiết, đó là một cái cảm lạnh. Thì trước khi vô cái phần bài này thì chúng tôi muốn đưa ra một số những cái câu hỏi mà có tính cách rất là thực hành mà hàng ngày các anh chị có thể gặp, mà có thể là các anh chị cái vấn đề xử trí của mình như thế nào. Thì một số những câu hỏi, ví dụ như là câu đầu tiên, một bệnh nhân đến gặp chúng ta, nếu người ta khai là người ta có một cái tình trạng ho khạc đàm đơn thuần thôi thì chúng ta có nên đặt bút việc ghi kháng sinh hay không? Cái thứ hai nữa là ví dụ như giờ một bệnh nhân đến có triệu chứng ho nhưng đồng thời lại đau họng khàn tiếng, và thời gian mắc bệnh của bệnh nhân đã kéo dài cả tuần lễ rồi, thì chúng ta có nên cho kháng sinh trong trường hợp này hay không? Rồi một cái trường hợp nữa, nếu chúng ta có bằng chứng là bệnh nhân này bị nhiễm liên cầu nhóm A thì trong trường hợp nào chúng ta cho kháng sinh? Thực sự nghe rất là rõ ràng là đây là chắc chắn là phải cho kháng sinh, nhưng mà người ta lại đặt lại câu hỏi là có cần thiết cho kháng sinh trong những trường hợp này, và lý do tại sao cho, lý do tại sao không cho. Rồi chúng ta cũng thường nghe nói là gì, ho khạc đàm mà đàm đục á, thì chắc chắn là phải sơ kháng sinh hầu như trong thực hành hàng ngày, đúng không? Nhưng mà người ta cũng đặt lại câu hỏi là có cần phải cho kháng sinh trong những trường hợp này hay không. Và những trường hợp thông dụng khác của nhiễm khuẩn hô hấp trên, ví dụ như là viêm mũi xoang hay gì đó, nếu thời gian họ kéo dài trên 10 ngày thì chúng ta có nên cho kháng sinh hay không?
Một cái triệu chứng mà các anh chị cũng lưu ý là cái triệu chứng double sickening. Có nghĩa là gì? Một bệnh nhân họ bị một cái triệu chứng nhiễm khuẩn hô hấp trên, sau đó họ lại khỏe trở lại, nhưng sau đó họ lại bị lại lần thứ hai, thì trong trường hợp họ đến gặp mình sau cái triệu chứng mà double sickening đó thì mình có nên cho kháng sinh hay không, và vân vân và vân vân. Thì nói chung là có rất là nhiều những cái tình huống về lâm sàng mà đặt ra, nhiều khi nếu mà mình thật là cẩn thận trong vấn đề mà ghi toa kháng sinh á, thì có thể là chúng ta sẽ viết sai lầm trong một số rất là lớn các trường hợp. Thì sau cái phần trình bày này thì rất là mong là các anh chị sẽ trả lời những câu hỏi này chính xác. Thì cái chiến lược ghi toa thứ nhất đối với lại cái hiệp hội này, người ta đưa ra trong cái hướng dẫn guideline này, đó là cái chiến lược ghi toa đối với bệnh nhân bị viêm phế quản cấp. Thì trước hết là người ta định nghĩa viêm phế quản cấp là gì. Thật sự ra cái chẩn đoán rất là thông thường, khi mình gặp bệnh nhân bị ho rồi mình khám không thấy có triệu chứng gì cả thì mình sẽ cho bệnh nhân là viêm phế quản, đúng không? Thông thường các anh chị hay chẩn đoán là vậy. Nhưng mà người ta ở đây người ta nêu ra đây là một cái trường hợp mà ho khan hay là ho có đàm, và cái thời gian cho phép là có thể kéo dài tới 6 tuần. Và trong cái phần thăm khám chúng ta không có những cái dấu hiệu gì đặc biệt ở đường hô hấp trên cũng như đường hô hấp dưới, thì thường đó là những trường hợp viêm phế quản cấp. Thì cái nguyên nhân phần lớn do những trường hợp viêm phế quản cấp này là gì? Thật sự là ở trường thì chúng ta cũng thường học rồi, tức là phần lớn là do siêu vi, đúng không? Các anh chị cũng thấy là trên 70-80% rất rất là nhiều loại siêu vi, mà trên thực tế chúng ta cũng không cần biết cái siêu vi đó là gì, tại vì có rất là nhiều loại siêu vi. Thì người ta đơn kể ra một số những cái loại siêu vi, đặc biệt là cái nhóm mà siêu vi mà influenza đó, nếu mà nó gây thành dịch đó, thì nó có thể là diễn tiến thành ra những cái biến chứng nặng hơn. Và một số những cái loại CV khác trong thời gian gần đây, ví dụ như là coronavirus chẳng hạn. Ngoài ra thì có một phần nhỏ, nếu một cái viêm phế quản, nếu chúng ta nghĩ nhiễm trùng, thì cái con vi khuẩn thường gặp ở đây không phải là một cái con chúng ta hay thường nói là phế cầu hay là tụ cầu hay là gì, mà đó là một cái nhóm vi khuẩn không điển hình, tức là những cái con thuộc cái nhóm Mycoplasma, Chlamydia, vân vân. Và chính vì phần lớn các cái trường hợp nhiễm khuẩn hô hấp mà là viêm phế quản đều do siêu vi, do đó cái việc cho kháng sinh ở đây người ta nói là hoàn toàn không có lợi ích. Không có lợi ích khi bệnh nhân đến gặp chúng ta với triệu chứng viêm phế quản. Và chiến lược điều trị là chúng ta sẽ không dùng kháng sinh trừ một số những trường hợp. Thì ở tại Mỹ, theo những cái nghiên cứu này thì người ta thấy đây là một cái tình trạng bệnh lý mà rất là thường gặp, trên 100 triệu người đến khám ngoại trú một năm. Và người ta nhận thấy là hơn 70% bệnh nhân là có ghi toa kháng sinh. Thật sự là vậy, ngay tại Mỹ, trên 70% những bệnh nhân có biểu hiện viêm phế quản cấp được đến và được bác sĩ ghi toa kháng sinh. Thì đây là một cái trường hợp nhiễm khuẩn hô hấp cấp mà được ghi toa kháng sinh nhiều nhất, không thích hợp nhiều nhất. Có thể có những câu hỏi là tại sao, các anh chị có thể đặt ra vào cuối giờ cũng được. Nhưng mà khi chúng tôi dạy bài này thì có một số các anh chị đặt những câu hỏi là tại sao mà cái thời gian cho phép tới 6 tuần. Thì đây là câu hỏi mở đặt ra để các anh chị xem xét ha. Rồi, thì như đã nói hồi nãy, thì những trường hợp thường là do siêu vi, và những cái tác nhân 10% còn lại là do những con vi khuẩn không điển hình. Vì chính nếu chúng ta biết cái phổ vi khuẩn trong cái nhóm bệnh lý này thì chúng ta sẽ định hướng nếu cần thiết ghi kháng sinh thì sẽ là cái nhóm kháng sinh gì cho thích hợp. Thì cái việc phân biệt đầu tiên do tác nhân siêu vi hay vi khuẩn thì đôi khi gặp rất là khó khăn. Người ta nói rằng là sự hiện diện của đàm có màu cũng không nói lên được đây là một cái tình trạng nhiễm khuẩn. Và nó có thể là những cái xác của những tế bào viêm hay là những cái niêm mạc biểu mô của hô hấp, chứ không chắc chắn là đây là một cái trường hợp nhiễm khuẩn. Đối với viêm phế quản thì người ta nói là nếu không điều trị nó vẫn có thể ở một người lớn khỏe mạnh nha, đây nhấn mạnh cái guideline sử dụng cho người lớn khỏe mạnh, thì vẫn có thể tự giới hạn được trong vòng 6 tuần. Và một cái việc đầu tiên mà chúng ta gặp bệnh nhân viêm phế quản thì cái việc đầu tiên đối với người lớn khỏe mạnh là chúng ta cần phải phân biệt người này có phải là viêm phổi hay không. Bởi vì viêm phổi thì hầu hết các trường hợp đều là do vi khuẩn. Như vậy thì một cái về lâm sàng người ta nói ở người lớn
có hệ miễn dịch bình thường, tuổi không quá 70, chúng ta sẽ chắc chắn rằng, họ nói rất là chắc chắn, trên 90% là bệnh nhân sẽ bị viêm phổi khi có một, khi có hầu hết tất cả ít nhất là 3 cái dấu hiệu lâm sàng sau đây. Nếu thiếu một trong những dấu hiệu lâm sàng này thì chúng ta phải xem lại coi người đó có phải là viêm phổi hay không. Thì chúng ta đặt bút ghi viêm phổi nhiều khi rất là đơn giản nhưng mà trên thực tế chưa chắc đã là như vậy. Thì nếu bệnh nhân thiếu một trong những cái dấu hiệu lâm sàng sau đây, tức là gì? Bệnh nhân này có nhịp tim nhanh, có nhịp thở nhanh, tức là một trong những cái dấu hiệu về sinh hiệu là nhịp tim và nhịp thở. Cái thứ hai là bệnh nhân có sốt. Cái thứ ba là khi khám phổi chúng ta thấy có những tiếng nghe khám phổi bất thường. Nếu bệnh nhân có cả 3 triệu chứng này thì chúng ta nên nghĩ bệnh nhân này có khả năng sẽ là viêm phổi. Và tùy, nếu chúng tôi có thời gian thì có sẽ trao đổi thêm với anh chị về những cái guideline điều trị viêm phổi, nhưng mà đây chúng ta chỉ đề cập tới những cái vấn đề nhiễm khuẩn hô hấp cấp thường gặp thôi. Thì lúc bây giờ chúng ta nên làm hoặc là nên điều trị kháng sinh hoặc là làm những cái xét nghiệm cao cấp hơn tùy theo từng trường hợp. Như vậy thì hầu hết các cái hướng dẫn lâm sàng của viêm phổi khẩn cấp không biến chứng thì không khuyến cáo việc sử dụng kháng sinh. Và thường quy nếu chúng ta không có nghi ngờ viêm phổi. Và việc khảo sát hệ thống trên 15 cái nghiên cứu RCT thì rất có ít những bằng chứng mà hỗ trợ cho việc sử dụng kháng sinh. Mà ngược lại thì người ta thấy là việc sử dụng kháng sinh mang lại rất là nhiều những tác dụng phụ cho bệnh nhân. Và người ta so sánh với việc sử dụng những cái thuốc điều trị triệu chứng như là ibuprofen hoặc một số những kháng sinh chúng ta thường dùng, thì cho thấy rằng là những bệnh nhân này không có cải thiện đáng kể cái số ngày bệnh nhân bị ho. Đó, như vậy thì cái chiến lược xử trí thích hợp trong trường hợp viêm phế quản là gì? Là nếu chúng ta nghi ngờ bệnh nhân này có một cái tình trạng nhiễm khuẩn hô hấp trên, nghĩ là viêm phế quản mà do vi khuẩn, thì chúng ta nên định hướng, nếu chúng ta nghĩ là cần thiết phải cho kháng sinh thì kháng sinh đầu tay phải là nhóm Macrolide. Và người ta nhận thấy là gì? Nếu chúng ta không cho đúng thì Macrolide cũng làm gia tăng những cái tác dụng phụ đáng kể so với placebo. Trong những cái guideline này thì người ta có hướng dẫn những cái vấn đề điều trị triệu chứng. Thật sự ra thì có rất là nhiều những cái trao đổi về vấn đề điều trị triệu chứng trong những trường hợp này. Thì nói chung quy thì cũng sử dụng những cái thuốc làm giảm ho hoặc là những cái thuốc long đàm. Hoặc thậm chí bệnh nhân có những biểu hiện đường hô hấp trên thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc chống xung huyết mũi. Và thậm chí là gì? Người ta nói rằng là cũng có thể sử dụng những cái thuốc giãn phế quản thuộc nhóm beta 2 agonist trong trường hợp cái triệu chứng ho làm cho bệnh nhân quá khó chịu trước khi chúng ta nghĩ tới vấn đề điều trị kháng sinh. Tuy nhiên là những cái dữ kiện này thì không hỗ trợ cho việc rút ngắn cái thời gian mắc bệnh của bệnh nhân mà có thể làm cho bệnh nhân cải thiện những cái triệu chứng lâm sàng của mình. Và khi mà cho những cái thuốc điều trị triệu chứng thì người ta lưu ý là chúng ta nên để ý những cái tác dụng phụ rất là thường gặp của những thuốc này. Và chúng ta nên cân nhắc giữa lợi ích và những tác dụng phụ với những cái thuốc điều trị triệu chứng. Như vậy cái khuyến cáo có giá trị cao thứ nhất ở đây là người ta nói là gì? Bác sĩ không nên làm các xét nghiệm hay điều trị kháng sinh cho bệnh nhân viêm phế quản cấp không có biến chứng nếu không nghi ngờ bệnh nhân có viêm phổi. Đó là cái hướng dẫn thứ nhất của cái guideline này đề cập tới. Cái hướng dẫn thứ hai là một cái bệnh lý cũng rất là thường gặp ở ngoài thông thường, đó là cái viêm hầu họng. Thì đây là một cái tình trạng mà bệnh nhân có một cái triệu chứng là bệnh nhân có đau ở vùng họng khi bệnh nhân nuốt. Và thường là triệu chứng kéo dài cả tuần lễ kèm theo với những cái dấu hiệu thực thể. Thì cái nguyên nhân phần lớn ở trong những trường hợp này người ta cũng khẳng định đó là siêu vi. Và cái nhóm siêu vi thì không siêu vi thì nó chiếm khoảng 15%. Và cái con vi khuẩn thường gặp trong cái nhóm không siêu vi này mà chúng ta phải lưu ý đó là cái con group A hemolytic streptococci, tức là con streptococcus nhóm A. Ngoài ra còn có một số những cái con vi khuẩn nặng nề hơn, đặc biệt là một cái con vi khuẩn kỵ khí, đó là cái con Physobacterium necrophorium. Thì đây là một cái con vi khuẩn kỵ khí mà người ta thấy là nếu chúng ta nghi ngờ thì chúng ta phải điều trị ngay lập tức kháng sinh.
Đối với trường hợp nhiễm streptococci thì khi nào chúng ta điều trị kháng sinh? Thì chiến lược điều trị nếu mà do siêu vi thì vấn đề điều trị triệu chứng là chủ yếu. Nhưng nếu chúng ta nghi ngờ do con streptococcus beta hemolytic nhóm A thì không phải trường hợp nào cũng điều trị kháng sinh. À, thì đây người ta sẽ nói xuống tới. Thì đây là một cái tình trạng bệnh lý mà ở tại Mỹ thì có khoảng là 12 triệu người đến khám trong một năm. Và cái ghi toa mà không hợp lý cũng chiếm rất là nhiều trong trong phần lớn các trường hợp. Thì đây các anh chị thấy có hai cái hình ảnh mà chúng tôi chụp ở đây. Một cái trường hợp thứ nhất là một cái trường hợp viêm hậu họng, anh chị thấy là cái họng bệnh nhân rất là đỏ, sung huyết, đúng không? Bệnh nhân này có thể đến với những cái triệu chứng là đau họng, ho khan, thậm chí có thể có triệu chứng sốt. Và cái trường hợp cái hình phía bên tay trái, các anh chị thấy đây là một cái hình khá là điển hình. Người ta gọi là hay gặp ở trẻ em là nhiều, chứ người lớn thì đôi khi lại thấy còn xấu hơn, tức là nó có hang, có hốc. À, người lớn thì bị tái đi tái lại nhiều lần, nhưng đây là một cái trường hợp mà viêm hầu họng cấp do con Streptococcus alpha hemolytic nhóm A ha. Thì các anh chị sẽ thấy nó có một cái hai cái amidan nó sưng đỏ lên và nó sẽ có những cái chấm xuất huyết trên những cái amidan đó. Thì người ta gọi là hình ảnh giống như là quả dâu tây ha. Thì nếu mà chúng ta thấy cái họng của bệnh nhân có một cái hình ảnh giống như vậy thì chúng ta sẽ nghĩ tới là cái con Streptococcus nhóm A. Thì trong trường hợp mà chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân có con Streptococcus nhóm A thì cái hướng dẫn này người ta bảo mình làm như thế nào? Thì có một cái tiêu chuẩn về lâm sàng. Đó là cái vấn đề khám lâm sàng, cận lâm sàng. Nhưng mà cái tiêu chuẩn về lâm sàng thì người ta nói là gì? Có ba cái triệu chứng. Thứ nhất là bệnh sử bệnh nhân có sốt. Cái thứ hai là khám họng thì thấy thấy abidan của bệnh nhân có xuất tiết. Bệnh nhân có hạch trước cổ. Thường những trường hợp này đôi khi bệnh nhân sẽ có hạch. À, và sưng rất là đau. Đặc biệt trong những trường hợp này thường á, là bệnh nhân sẽ đau họng nhiều hơn là bệnh nhân ho. À, thì cái tiêu chuẩn này người ta gọi là tiêu chuẩn Santor. Thì trong tiêu chuẩn này thì cái tiêu chuẩn này có giá trị tiên đoán dương thấp. Có nghĩa là gì? Nếu mà chúng ta có đầy đủ, không có một trong những cái tiêu chuẩn này thì ít khi nào chúng ta nghĩ tới liên cầu nhóm E. Nhưng nếu mà chúng ta có đầy đủ tất cả những cái triệu chứng này thì hầu như là trên lâm sàng chúng ta sẽ nghĩ đó là liên cầu nhóm E. Với một cái khám lâm sàng như hồi nãy thấy cái họng như vậy và kèm theo tiêu chuẩn Santor, ví dụ như bệnh nhân có sốt, bệnh nhân có hạch nổi trước cổ và bệnh nhân ít khi nào bị ho thì chúng ta nên nghĩ là đây một cái trường hợp nhiễm liên cầu nhóm A. Và nếu mình cẩn thận hơn nữa thì gần đây một số những cái phòng khám tư người ta có thể làm những cái xét nghiệm để mà tầm soát nhanh cái con liên cầu nhóm A. Thì các anh chị có thể cho bệnh nhân làm những cái vết họng. Đây là những cái test rất là nhanh giống như một cái test thử thai vậy đó. Các anh chị cho bệnh nhân phết cái họng và sau đó anh chị gửi lên phòng xét nghiệm thì trong vòng 15 phút nó sẽ ra kết quả. Thì nếu mà nó có hai vạch thì trong trường hợp này sẽ là hầu như nó sẽ là con Streptococcus nhóm A. Đối với cái bệnh lý mà viêm hầu họng này thì có một cái trường hợp mà người ta cần phải lưu ý với chúng ta về vi khuẩn, đó là cái con Physobacterium necrophorium. Thì cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân ở cái nhóm này là người ta đau họng rất là dữ, người ta không thể nào nuốt nước miếng được và thậm chí là ở trẻ em nó có tình trạng là chảy nước dãi ra ngoài và bệnh nhân sốt rất là cao. À, thì trong những trường hợp mà sốt rất là cao như vậy thì cái khả năng những cái con này nó có thể gây ra một cái tình trạng là viêm hầu họng mà rất là nặng, tức là nó có người ta nói rằng là nó có thể là gây ra những cái huyết khối ở cái tĩnh mạch cảnh và những cái huyết khối này là những cái huyết khối mà có vi trùng và nó có thể di căn lên não hoặc là nó chạy nó tạo thành ra một cái tình trạng nhiễm trùng huyết. Nên đối với một cái trường hợp mà viêm hầu họng mà có triệu chứng nặng, sốt cao, trẻ không thể nuốt được hoặc thậm chí là người lớn thì chúng ta nên điều trị nhắm tới vi khuẩn kỵ khí. À, thì đối với những con vi khuẩn kỵ khí này thì vấn đề điều trị cũng không cần thiết phải quá mạnh tay. À, có thể sử dụng những cái nhóm như là clindamycin hoặc là metronidazole hoặc là thậm chí là amoxicillin phối hợp với axit clavulanic thì cũng là một cái nhóm kháng sinh có thể đánh trên những vi khuẩn kỵ khí, hoặc là ampicillin phối hợp với simbactan vân vân.
thì trừ cái trường hợp là cái triệu chứng nặng như vậy. Còn đối với lại cái con liên cầu nhóm A thì thực sự ra thì cái con này mặc dù nó tồn tại rất là lâu rồi nhưng nó khác với lại con Streptococcus pneumoniae, tức là cái khả năng đề kháng thuốc của nó rất là chậm chạp, không có cao. Thành ra cái việc điều trị con liên cầu nhóm A này các anh chị cũng không cần phải sử dụng những cái kháng sinh quá mạnh tay, quá dữ dội ha. Mà mấy anh chị thậm chí là có thể sử dụng những cái nhóm kháng sinh rất là tầm thường, ví dụ như penicillin V. Mấy anh chị cho bệnh nhân uống penicillin V cũng có thể có hiệu quả, hoặc là amoxicillin cũng vẫn có thể có hiệu quả đối với những trường hợp này. Đặc biệt là nếu chẳng hạn đây, ở đây người ta nhấn mạnh là đối với những người lớn khỏe mạnh không có bệnh lý trước đó, thì cái này mình mở ngoặc ra nói thêm một tí xíu là đối với cái tình huống ở Việt Nam thì các anh chị khi mà mình nói cái này ra thì có rất là nhiều các anh chị đứng lên là phản đối, là nói rằng là uống amox làm gì mà hết bệnh. Thực sự là như vậy, có nhiều rất là nhiều anh chị. Thì lý do là tại sao? Bởi vì ở đây người ta nói là đối với người lớn khỏe mạnh và ít có bệnh trước đó, thì nếu mình hỏi lại đối với cái người đó hoàn toàn họ đến gặp mình và họ không hề có bệnh gì trước đó, họ rất là khỏe mạnh, trong vòng một năm đổ lại họ không uống kháng sinh gì cả, thì các anh chị cứ mạnh dạn cho những nhóm kháng sinh rất là tầm thường, ví dụ như là penicillin V hoặc là amoxicillin. Ở trẻ em các anh chị thấy là cái việc mà sử dụng cái clamoxin cho trẻ em rất là phổ biến. Lý do tại sao mà trẻ em vẫn sử dụng được clamoxin? Bởi vì thực tế là gì, nó không xài kháng sinh nhiều như là ở người lớn. Do đó là cái việc sử dụng kháng sinh trước đó sẽ liên quan tới cái vấn đề sử dụng kháng sinh tiếp theo của chúng ta. Do đó là trong những trường hợp này các anh chị hỏi lại, nếu bệnh nhân không có những cái vấn đề sử dụng kháng sinh nhiều lần trước đó, hoặc bệnh nhân này không phải là cái đối tượng đi ra đi vô trong bệnh viện, hoặc bệnh một cái bệnh lý mãn tính gì đó, mà nếu chúng ta làm cái phết họng mà thấy septo nhóm A thì các anh chị cứ mạnh dạn cho những cái nhóm kháng sinh rất là thông thường. Còn nếu mà các anh chị còn hơi lo âu một chút xíu thì cũng đừng có nên mà chọn những kháng sinh quá mạnh như hiện nay. Như gần đây là các anh chị thấy là mặc dù chúng ta biết là có những cái nhóm kháng sinh rất là mạnh, ví dụ không phải mạnh nữa mà mới, nhóm fluoroquinolone chẳng hạn, thì gần đây có những cái thông tin mới của FDA vào tháng 5 năm 2016 họ đã nói rồi, những cái nhóm kháng sinh đó chúng ta nên giữ lại. Người ta phân định rất là rõ ràng khi nào phải sử dụng những nhóm kháng sinh nào. Thì rất là mong sau bài này các anh chị sẽ định hướng lại vấn đề sử dụng kháng sinh của mình. Thì trong những trường hợp này có thể có cho là amoxicillin, thậm chí là cephalosporin thế hệ 1, hoặc mạnh hơn chút xíu thế hệ 2 cũng được, hoặc là penicillin A. Và chú ý là tại sao người ta nói lý do tại sao mà phải điều trị con septo nhóm A, vì hai lý do. Lý do thứ nhất là cái con này nó ưa gây thành dịch, tức là một người trong nhà bị nhiễm con đó thì có thể lây cho cái người khác ở trong nhà. Trẻ em ở trong nhà đứa này bị thì cũng có thể lây cho đứa khác, nó dễ thành dịch. Chính vì thế là nếu đúng ra nếu một đứa trẻ bị bệnh mà nhiễm con septo nhóm A thì phải nên nghỉ học, hoặc giả là phải đeo khẩu trang hay là gì đó. Ở Việt Nam chúng tôi khi mà hướng dẫn các em sinh viên, chúng tôi thường nói là ở Việt Nam mình hay làm ngược lại với người ta. Tức là ở nước người ta thì khi mình thấy người ta đeo khẩu trang có nghĩa là người ta đang bị bệnh. Còn ngược lại, mình thì những người không bị bệnh thì lại đeo khẩu trang, đúng không? Thành ra là cái vấn đề điều trị đây các anh chị sẽ thấy họ khuyến cáo là đeo khẩu trang, rửa tay vân vân ha. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì ưa làm ngược lại lắm. Thì trong trường hợp này á, là lý do thứ nhất là sợ nó lây. Cái lý do thứ hai là người lớn chưa chắc bị nha. Ở trẻ em thì có thể là chúng ta biết rồi, nó thể diễn tiến thành ra thấp tim hoặc là thấp khớp, hoặc thậm chí là một cái bệnh lý là viêm vi cầu thận cấp. Viêm vi cầu thận cấp thành ra là ở đây người ta nói là nếu điều trị cái con Streptococcus nhóm A thì được hưởng hai cái lợi đó. Tuy nhiên là đối với viêm vi cầu thận cấp thì không có bằng chứng. Tức là gì? Một đứa trẻ bị nhiễm Streptococcus nhóm A nếu mà điều trị tốt rồi, trong tương lai cũng có khả năng, tức là không có bằng chứng. Chỉ riêng thấp tim và thấp khớp thì có bằng chứng chắc chắn là có thể bảo vệ được. Và như thế nào để bảo vệ đứa trẻ? Thì gần đây các anh chị thấy có những tài liệu người ta khuyến cáo điều trị kháng sinh càng ngày càng rút ngắn ngày lại. Thực sự ra rất là đúng. Nhưng riêng đối với cái trường hợp này thì chúng ta nên điều trị cái thời gian kéo dài hơn. Nếu chúng ta nghĩ là một con septo nhóm A, và nhất là ở trẻ em, thì cái thời gian điều trị nên kéo dài tối thiểu là 10 ngày. Mặc dù là hoàn toàn hết triệu chứng,
có thể là khoảng 5 ngày, 7 ngày là hết triệu chứng rồi, nhưng mà các anh chị phải điều trị 10 ngày thì nó mới hạn chế được những cái biến chứng như là thấp tim hoặc là viêm vi cầu thấp khớp vân vân. Còn viêm vi cầu khẩn cấp thì chưa có bằng chứng. Như vậy thì đó, còn những trường hợp, có một số những trường hợp cứ bị đi bị lại nhiều lần, và cái amidan như chúng tôi chỉ cái hình hồi nãy á, các anh chị thấy nó có những cái hốc, những cái hố ở trong đó, và trên nó có những cái vệt màu trắng chẳng hạn đi, thì trong những trường hợp đó mình phớt họng, mình có thể thấy là xếp nhóm A, nhưng đây là một cái trường hợp là liên cầu cấp trên cái người mà mang mầm bệnh mãn tính. Thành ra trong những trường hợp đó, nếu người ta có triệu chứng dữ quá, sốt dữ quá thì mình có thể điều trị. Còn nếu không có nhiều mà bệnh nhân cũng không có tiền, hoặc bệnh nhân có nhiều tác dụng phụ với kháng sinh hay là gì đó, thì người ta nói là để tự nhiên nó cũng hết. Tức là cái concept nhóm A này để tự nhiên nó cũng có thể hết, chứ không nhất thiết phải điều trị. Đó. Thành ra là thì tới đây các anh chị nắm được cái vấn đề viêm hầu họng chưa ạ? Rồi nếu chút xíu nữa có gì chúng ta có thể trao đổi thêm với nhau ha. Như vậy chiến lược xử trí thích hợp là như vậy. Còn riêng cái vấn đề điều trị triệu chứng thì những cái thuốc giảm đau, súc miệng bằng nước muối, hoặc thậm chí là dùng những cái thuốc có chứa lidocaine. Mấy anh chị thấy là bệnh nhân ưa mua những cái loại mà strepsin hay là gì đó dài ngậm họng để cho bớt ho, bớt đau ha. Thì đó là những cái thuốc điều trị triệu chứng thôi. Nhưng mà tuy nhiên là cũng nên khuyến cáo thêm là những cái loại thuốc đó thì có thể làm cho cái họng của bệnh nhân nó khô, và nó có thể kéo dài cái thời gian ho của bệnh nhân ra. Thành ra cái vấn đề mà ho kéo dài của bệnh nhân là một chuyên đề rất là lớn. Thực sự là nhiều khi bệnh nhân ho rồi đến gặp người này rồi điều trị tiếp là cho kháng sinh này, xong qua người khác là đổi kháng sinh khác, nhưng cuối cùng là gì cũng không hết bệnh. Và mình chỉ khuyên bệnh nhân là gì, mỗi lần muốn ho thì chỉ cần uống một ngụm nước ấm chẳng hạn. Tại vì cái họng của mình nó bị phản ứng, nó bị cày xước một giai đoạn rất là dài rồi. Mà anh chị tiếp tục kích thích, kích ứng và tiếp tục ngậm những cái loại thuốc mà làm khô họng thì nó sẽ ho kéo dài. Đó, thành ra là chúng ta lưu ý những chuyện này ha. Rồi, và thường là những cái thuốc mà chúng ta không cho không thích hợp và có nhiều tác dụng phụ phải chú ý. Ví dụ những người mà lái xe hoặc những người công nhân mà làm việc mà chúng ta cho những cái thuốc chống ho mà làm cho buồn ngủ thì nó có thể gây hại cho bệnh nhân. Như vậy cái khuyến cáo có giá trị thứ hai là bác sĩ cần phải làm những cái test cần thiết, ví dụ như test nhanh tiền kháng nguyên hay là cấy phết họng để chẩn đoán viêm hầu họng nghi do Streptococcus nhóm A. Hay là cấy phết họng để chẩn đoán viêm hầu họng nghi do Streptococcus nhóm A. Khi mà bệnh nhân có những cái triệu chứng như là sốt dai dẳng, hạch viêm trước cổ, amidan xuất tiết, trong những trường hợp đó thì chúng ta nên làm những cái phết test nhanh và chúng ta điều trị nếu là đây là một trường hợp mà Streptococcus cấp tính, hoặc là cấp trên nền mảng mà bệnh nhân có những triệu chứng làm cho bệnh nhân quá khó chịu. Và chỉ nên điều trị kháng sinh khi có những cái triệu chứng viêm hầu họng do Streptococcus. Còn trong trường hợp mà kỵ khí thì chúng ta có thể phối hợp thêm với lại clindamycin hoặc là metronidazole, hoặc có thể sử dụng một cái nhóm kháng sinh khác mà có thêm những cái hợp chất ví dụ như sulbactam hoặc là acid clavulanic, thì nó có thể chống những cái con kỵ khí tầm thường bình thường như vậy. Rồi, như vậy cái chiến lược ghi toa thứ ba mà chúng tôi muốn nói ở đây là mấy anh chị cũng rất là thường gặp, đó là một cái tình trạng viêm mũi xoang cấp. Thì định nghĩa viêm mũi xoang cấp là đây là một cái trường hợp bệnh nhân đến khám sẽ có cái triệu chứng tất nhiên là nghe tới mũi. Gần đây người ta không sử dụng cái từ viêm xoang nhiều nữa mà người ta phối hợp viêm mũi xoang, rhinosinusitis, hơn là người ta sử dụng sinusitis. Bởi vì là người ta thấy hầu hết các trường hợp viêm xoang thì đều có liên quan tới cái vấn đề xung huyết mũi. Do đó là khi mà khám lâm sàng một cái trường hợp mà bệnh nhân có cái triệu chứng về mũi, đồng thời bệnh nhân có những cái triệu chứng ví dụ như đau vùng hàm mặt hoặc bệnh nhân nhức đầu, thì chúng ta sẽ nghĩ tới bệnh nhân này có triệu chứng là viêm mũi xoang. Thì đây là những cái triệu chứng của bệnh nhân. Và một cái triệu chứng nữa mà cũng gợi ý một cái trường hợp viêm mũi xoang nặng là bệnh nhân có một cái hơi thở rất là hôi ha. Và triệu chứng này có thể kéo dài tới rất là nhiều ngày ha. Có thể kéo dài 1 tháng trên 4 tuần ha. Và cái thời gian hồi phục lại đôi khi rất là chậm ha. Thì cái nguyên nhân đối với viêm mũi xoang nó còn rộng hơn cả viêm phế quản, hơn cả viêm hầu họng nữa, là
chúng ta sống trong cái thời đại rất là văn minh, đúng không? Đi ra ngoài đường nóng nhưng mà vô trong phòng thì máy lạnh rất là mát, và chúng ta thay đổi nhiệt độ liên tục như vậy thì có một cái biểu hiện viêm mũi xoang. Tất nhiên là phần lớn cũng sẽ là do siêu vi, chỉ một phần nhỏ là do vi trùng. Tuy nhiên là có một phần không nhỏ là do những cái trường hợp viêm mũi xoang do kích thích và một số những cái trường hợp viêm mũi xoang do dị ứng. Như vậy thì cái tác nhân dẫn tới viêm mũi xoang ở đây nó còn nhiều hơn cả những cái trường hợp viêm phế quản và viêm hầu họng như đã bàn luận hồi nãy. Phần lớn là do virus hay là do dị ứng hoặc là do kích thích. Các trường hợp mà không do virus khởi đầu viêm mũi xoang nha, tôi nói đây là khởi đầu, thì thường gặp lại là một con vi khuẩn khác nữa, đó là con Staphylococcus pneumoniae. Và một số những trường hợp khác có thể gặp những con vi khuẩn ví dụ như Haemophilus hoặc là Staphylococcus pyogenes hoặc là Moracella cataharis. Thì đây là những con vi khuẩn có thể gây cho những cái nhiễm trùng hô hấp thấp hơn như là viêm phổi vân vân. Và cái kháng sinh này thì trong trường hợp này nói chung là phải cân nhắc và khi nào thì sử dụng kháng sinh. Thì cái chiến lược điều trị thích hợp trong những trường hợp này, nếu chúng ta nghi ngờ là một cái trường hợp viêm mũi xoang cấp thì theo những cái guideline của ADSA, tức là Infectious Disease Society của cái hiệp hội của Mỹ American đó, thì họ khuyến cáo là có thể sử dụng những cái loại thuốc sau đây. Thứ nhất là amoxicillin phối hợp với acid clavulanic, tức là họ sử dụng ngay từ đầu cái nhóm amoxicillin phối hợp với acid clavulanic. Tuy nhiên là có một số những cái hiệp hội khác, ví dụ như hiệp hội đầu mặt cổ của Mỹ, thì họ lại bảo là chậm chạp hơn chút xíu đi, chờ đợi khoảng chừng cỡ vài ba ngày. Ngay cả viêm mũi xoang do vi khuẩn, nghĩ là phế cầu, cũng có thể tự giới hạn. Nếu sau khoảng 5 đến 7 ngày mà không tự giới hạn được thì mới nên sử dụng những cái loại kháng sinh. Rồi, còn trong trường hợp bệnh nhân dị ứng với cái nhóm penicillin mà không phải là tiếp 1, tiếp 1 với tiếp 2 ở đây là gì? Tiếp 1 á, là có nghĩa là bệnh nhân khi mà sử dụng cái nhóm penicillin và có biểu hiện là dị ứng rất là rõ ha, có những cái tình trạng phù nề ở niêm mạc, tức là tiếp 1, tức là có thể đe dọa hoặc là bị sốc phản vệ thì người ta gọi là tiếp 1. Còn nếu mà bệnh nhân mà ở tiếp 2 hoặc tiếp 3, ví dụ chỉ nổi mẩn đỏ lên chút xíu hoặc là cảm thấy khó chịu hay là gì đó, thì trong những trường hợp đó cũng không nên bỏ một cái nhóm kháng sinh rất là rộng, đó là nhóm penicillin. Nếu chúng ta thấy bệnh nhân xài amoxicillin mà có biểu hiện là ngứa da hay là ngứa họng chút xíu, không phải ngứa họng, sorry, là dị ứng chút đỉnh, thì có thể không xài nhóm amoxicillin nhưng vẫn có thể xài nhóm cephalosporin. Thì đó là những cái dị ứng mà loại nhẹ, tiếp 2 hoặc tiếp 3. Thì trong trường hợp mà bệnh nhân dị ứng với penicillin là tiếp 1 thì nên đổi qua một nhóm kháng sinh khác, tức là chúng ta có thể sử dụng là doxycycline. Thì đây là một cái nhóm kháng sinh tuy là rất là cũ rồi nhưng mà về trong lâm sàng có những trường hợp mà bó tay hết, không còn xài được cái nào hết thì sử dụng cuối cùng là doxycycline, đôi khi nó là hiệu quả. Thì cái đó thôi, nói chung là khi nào chúng ta có thời gian rảnh trao đổi thêm về những vấn đề mà đề kháng kháng sinh thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Hoặc những cái nhóm kháng sinh khác đó là nhóm fluoroquinolone hô hấp, levofloxacin hoặc là moxifloxacin. Trong cái khoảng thời gian gần đây á, thì cái levofloxacin ở tại Mỹ á, thì người ta vẫn kêu là sử dụng cái liều là 500mg ngày một lần một viên. Nhưng hiện tại đối với lại những cái nước mà tại vì cái vấn đề là cái fluoroquinolone hô hấp ra đời giống như là một cái cứu cánh mới để mà điều trị trong nhiễm khuẩn hô hấp, thành ra một bẵng một cái thời gian rất là dài người ta sử dụng cái nhóm này. Thì cái levofloxacin hiện nay á, đối với ở Việt Nam hoặc những cái nước mà có cái tình trạng đề kháng của phế cầu tương đối cao đó, thì cái liều 500mg đó chúng tôi thiết nghĩ là chắc cũng hơi bị thấp, thường là người ta sẽ sử dụng khoảng liều 750 một lần. Và còn cái nhóm moxifloxacin á, thì có thể sử dụng là 400mg ngày một lần. Và cái thời gian điều trị thì tất cả những cái khuyến cáo gần đây, trừ cái trường hợp con Staphylococcus nhóm A thì người ta nói điều trị tới 10 ngày. Nhưng mà đối với những con như là phế cầu, Haemophilus, Moracella hay gì đó thì chỉ cần điều trị từ 5 đến 7 ngày đối với một cái trường hợp viêm mũi xoang đơn giản. Thì xin nói mở rộng thêm tí xíu nữa, tại cái bài này cũng không nói về vấn đề đi sâu về viêm mũi xoang.
Nhưng mà có một số những cái tài liệu, nếu giờ chẳng hạn bệnh nhân đến gặp mình sau điều trị 5 đến 7 ngày đến tái khám, người ta nói vẫn còn cái triệu chứng lai rai, có thể là bệnh nhân đỡ hơn rất là nhiều rồi, thì người ta khuyến cáo có thể kéo dài tới 10 ngày. Đó là cái thời gian điều trị ha. Hoặc giả là nếu chúng ta không có gọi là cái người này không được khỏe mấy, chúng ta nghĩ là cơ địa họ có cái vấn đề gì hơi bất thường về miễn dịch hay vân vân, thì người ta có thể nói là double cái liều đó lên. Tức là thay vì 5 đến 7 ngày thì chúng ta có thể xài từ 10 cho tới 14 ngày. Nhưng mà gần đây thì người ta khuyến cáo là gì? Nếu mà rút ngắn được, càng ngắn càng tốt. Thì trên lâm sàng thực tế chúng tôi cũng đã, nhiều khi hồi trước mình cứ xài kháng sinh mình nói 10, 14 ngày để cho nó yên tâm. Nhưng mà sau khi đọc những cái guideline này, thấy người ta đã nghiên cứu trên rất là nhiều bệnh nhân, trên 4-5 ngàn bệnh nhân rất là nhiều, thì tại sao chúng ta lại cứ giữ khư khư những cái định kiến trong đầu mình như vậy? Và những trường hợp chúng tôi điều trị cho bệnh nhân chỉ cần 5 đến 7 ngày cũng hơi bị lo một chút xíu, kêu bệnh nhân tái khám lại, nhưng thực sự nếu bệnh nhân không có vấn đề gì miễn dịch, họ vẫn khỏe như thường, vẫn tốt, đáp ứng của họ vẫn tốt như thường. Do đó đây là cái guideline mà trên thực tế chúng tôi cũng có thể cũng ứng dụng, và chúng tôi thấy là nó cũng không có gì sai đối với lại cái môi trường ở bệnh nhân Việt Nam. Như vậy thì cái viêm mũi xoang cấp là một cái bệnh tự giới hạn và thường do siêu vi dị ứng kích thích niêm mạc mũi xoang. Thì cái triệu chứng lâm sàng thì như đã nói hồi nãy rồi ha. Và trên 80% bệnh nhân điều trị ngoại trú được ghi toa kháng sinh ở tại Mỹ. Các anh chị thấy là họ ghi toa kháng sinh không đúng cũng rất là nhiều. Trong khi đó vi trùng thì chỉ chiếm có 2% thôi, nhưng mà trên 80% là ghi toa kháng sinh không hợp lý. Thì trong trường hợp nào thì mình nghĩ tới nhiễm trùng? Thì ở người ta nói là gì? Ở đây có một cái tiêu chuẩn là chúng ta thường nghĩ đến nhiễm khuẩn theo ADSA nếu triệu chứng của bệnh nhân kéo dài trên 10 ngày, hoặc bệnh nhân có triệu chứng double sickening. Có nghĩa là gì? Bệnh nhân đỡ rồi sau đó bệnh nhân lại bị trở lại. Hoặc bệnh nhân có một cái triệu chứng chảy nước mũi mà có mủ, hơi thở bệnh nhân hôi và bệnh nhân đau ở vùng hàm mặt rất là nhiều. Tức là có nguy cơ là sẽ bị viêm mũi xoang, có nguy cơ sẽ có biến chứng. Thì trong trường hợp đó, ngay từ đầu là chúng ta nên xử lý điều trị kháng sinh. Còn không thì 98% còn lại là do siêu vi. Và chúng ta nên theo dõi bệnh nhân trong vòng 5 đến 7 ngày. Nếu bệnh nhân quay trở lại, triệu chứng càng ngày càng đỡ hơn, điều trị triệu chứng càng ngày càng đỡ hơn, thì chúng ta xem như là siêu vi. Nếu bệnh nhân quay trở lại, triệu chứng nặng lên hơn, thì chúng ta có thể điều trị sau 5 đến 7 ngày. Nó có một cái sơ đồ rất là rõ ràng. Rồi, một số những cái xét nghiệm khác. Cái tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán viêm mũi xoang là gì? Là chúng ta chọc dịch xoang có mủ và lấy mủ đó cấy ra vi trùng. Nhưng trên thực tế là chúng ta không làm điều này. Thì có rất là nhiều các bác sĩ cho bệnh nhân chụp phim xoang. Nếu thấy hình ảnh xoang của bệnh nhân bị mờ, thì cái giá trị mà tiên đoán đặc hiệu của cái xét nghiệm này là 61%. Nếu một cái xét nghiệm nào giá trị đặc hiệu mà dưới 80% thì xem như là giá trị đặc hiệu không có cao. Thành ra một cái phim X quang cũng không cần thiết phải làm trong trường hợp viêm mũi xoang cấp tính. Đó. Rồi. Và cái kháng sinh khuyến cáo thì như hồi nãy chúng tôi đã nói rồi. Và cái chiến lược xử trí thích hợp thì điều trị hỗ trợ trong những trường hợp này. Người ta nhận thấy là cái lý do tại sao mà bệnh nhân viêm mũi xoang cấp do siêu vi hoặc là dị ứng hoặc là kích thích mà nó lại chuyển đổi thành ra vi trùng là lý do là chúng ta không xử lý tốt ngay từ đầu. Tức là gì? Bệnh nhân có một cái tình trạng tắc nghẽn ở các xoang. Thì ngay từ đầu chúng ta xử lý tốt bằng cách là cho bệnh nhân rửa mũi, cho bệnh nhân sử dụng, thậm chí là những cái loại thuốc người ta cho phép luôn, có thể sử dụng những cái loại thuốc corticoid xịt mũi tại chỗ với một cái thời gian ngắn, thì hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến cái niêm mạc, cái vùng mũi của bệnh nhân. Gần đây thì có rất là nhiều những cái ý kiến trái chiều với nhau về vấn đề mà rửa mũi. Có một số các bác sĩ cũng tuy nhiên rất là lớn và nói rằng là rửa mũi không ích lợi. Nhưng thực sự là tôi cũng lôi rất là nhiều tài liệu ra đọc thì tôi thấy rằng là họ vẫn khuyến cáo là rửa mũi. Người ta nói rửa mũi có thể gây ra những cái biến chứng, ví dụ ở trẻ em có thể gây ra đáng lẽ viêm mũi xoang thì gây luôn viêm màng nhĩ, viêm tai giữa luôn ha. Thì do là mình rửa không đúng. Thì người ta có những cái dịch, cái dung dịch rửa mũi rất là chuẩn xác. Điều có những trường hợp ở tại những cái nước mà
đang phát triển, họ rửa mũi, thì sau đó là bệnh nhân lại bị cái con amip ăn não. Là do vì chúng ta sử dụng những cái dung dịch nước muối không có đủ cái độ sạch nhiễm khuẩn, đúng không? Thành ra là các anh chị phải chú ý vấn đề rửa mũi ở trẻ em. Thì nó có những cái bình xịt mũi, thường rửa mũi chúng ta đừng có cho để nó chảy vô bên trong mà phải để cho nó chảy ra ngoài. Khi mà rửa mũi xong rồi thì cái dịch đó, nếu mà rửa mạnh quá thì nó sẽ chảy từ lỗ mũi này qua lỗ mũi kia, nhưng mà có thể chảy ra ngoài. Thì cái bình rửa mũi á, nó có một cái cuộn éo như vậy. Thì các anh chị thường, các anh chị sẽ đưa cái cuộn éo đó về phía bên ngoài và mấy anh chị đưa vô trong và nó xịt tuốt lên trên và nó rửa. Cái việc rửa mũi nó sẽ có lợi gì? Thứ nhất, nếu trong trường hợp viêm mũi xoang mà dị ứng á, thì chúng ta hy vọng là những cái dị nguyên hay gì đó nó có thể là đi ra ngoài. Cái thứ hai nữa là gì? Nếu mà chẳng hạn như giờ viêm mũi xoang do siêu vi, có thể có cuộc chiến đánh lộn giữa siêu vi, rồi nó có thể có những cái dịch ở trong mũi nó làm nghẹt. Khi nó nghẹt như vậy thì nó sẽ có hiện tượng là gì? Các cái hệ thống mũi và xoang của chúng ta thông thương với nhau, thì nó sẽ làm tắc nghẽn dội ngược trở lại cái hệ thống xoang, và như vậy nó tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Vậy ngay từ đầu nếu chúng ta rửa mũi đúng và chúng ta theo dõi điều trị triệu chứng đúng thì rất ít trường hợp nó sẽ chuyển biến thành viêm mũi xoang do vi trùng. Còn nếu mà chúng ta để cho đứa trẻ hoặc người lớn chẳng hạn nghẹt mũi, để mũi nói chung là không rửa, thì cái môi trường này các anh chị biết rồi, rất là nhiều loại vi khuẩn và nó sẽ thành ra viêm mũi xoang do vi trùng. Thành ra là rửa mũi, xịt mũi tại chỗ bằng corticoid cũng có thể sử dụng ngắn ngày, sử dụng những cái loại thuốc kháng histamine và điều trị hiệu quả như vậy thì giảm bớt rất là nhiều vấn đề sử dụng kháng sinh cho bệnh nhân. Và trong trường hợp mà bệnh nhân bị viêm mũi xoang mà nặng, tất nhiên tái phát, tái đi tái lại nhiều lần thì đương nhiên là phải gửi tới bác sĩ chuyên khoa rồi. Thì viêm mũi xoang cấp không biến chứng, thường tự giới hạn và không cần, xin lỗi đây thiếu chữ không, không cần dùng kháng sinh. Ngay cả trong một số những trường hợp nhiễm khuẩn, tức là gì, đối với cái hiệp hội mà đầu mặt cổ của Hoa Kỳ thì người ta nói là cũng có thể chờ đợi trong khoảng 5 đến 7 ngày. Nếu tự khỏi được, để tự khỏi, nó sẽ tốt hơn là sử dụng kháng sinh. Như vậy cái khuyến cáo có giá trị cao thứ ba là chỉ nên điều trị kháng sinh cho trường hợp viêm mũi xoang cấp khi bệnh nhân có triệu chứng kéo dài trên 10 ngày khởi phát, đặc biệt với những triệu chứng nặng như sốt cao, dịch mũi có mủ, hơi thở hôi hoặc là đau vùng hàm mặt, hoặc bệnh nhân có triệu chứng double sickening, thì trong những trường hợp đó chúng ta mới nên sử dụng kháng sinh. Và cái cuối cùng là một cái trường hợp là cảm lạnh, thì nghe nói tới cái này thì các anh chị nói trời, cảm lạnh thì đâu có việc gì mà phải nói, mà ấy đâu có ai mà sử dụng kháng sinh, đúng không? Nhưng mà thật sự ra thì ở tại Mỹ thì cái tỷ lệ mà bệnh nhân cảm lạnh mà đến phòng khám gặp các bác sĩ gia đình là cái việc điều trị kháng sinh là chiếm trên 30% ghi toa sử dụng kháng sinh. Thành ra bệnh nhân sẽ có những cái triệu chứng toàn thân, ví dụ như là hắt hơi, sổ mũi, đau nhức mình mẩy vân vân, và cả trăm ngàn con siêu vi cũng không thể biết con siêu vi nào. Nhưng như đã nói hồi nãy, nếu cái siêu vi này nó diễn tiến thành dịch thì chúng ta mới đáng nghi ngại, nhưng nếu nó chỉ ngưng ở đường hô hấp trên thì cũng không có gì đáng nghi ngại. Mà nếu nó xuống đường hô hấp dưới mà nó gây viêm phổi và siêu vi thì lúc đó mới là đáng sợ. Thì trong những trường hợp đó thì người ta sẽ thông báo là cần phải làm những xét nghiệm gì. Thì trong trường hợp mà nhiễm một cái con siêu vi mà có thể gây cái khả năng là bệnh kéo dài mà bệnh nhân có thể rất là mệt mỏi, khó chịu, đó là cái con influenza. Influenza thì nó có hai nhóm là influenza nhóm A và influenza nhóm B. Thì thường là cái con influenza nhóm A thì nó hay gây cái triệu chứng nặng hơn là nhóm B. Thì nếu mà trong những trường hợp mà đây là một đứa trẻ hoặc là phụ nữ có, nói chung là làm một cái người mà cơ thể không được khỏe mấy, thì cái việc điều trị influenza đôi khi nó sẽ giúp ích cho người này. Thành ra trong những trường hợp đó, nếu mà bệnh nhân rất là mệt mỏi mà muốn yêu cầu mình điều trị thì mình nên kiểm tra coi thử nó có phải là influenza A hoặc là B hay không. Thì cũng là một cái test rất là đơn giản, y hệt như là cái streptococcus nhóm A, tức là chúng ta có thể cho bệnh nhân phết ở vùng mũi, và phết sâu ở trong vùng mũi, và chúng ta đem thử, nếu mà nó có hai gạch thì nó sẽ ra kết quả là nhóm A hay nhóm B. Thì thường là nhóm A thì chúng ta đôi khi bệnh nhân than phiền dữ quá thì chúng ta có thể cho những cái loại kháng virus, nhưng với điều kiện là phải sớm. Nếu các anh chị cho mà sau khi bệnh nhân nhiễm khoảng 2, 3, 4 ngày trở lên rồi
thì cái việc điều trị đó không còn có ý nghĩa nữa ha. Nếu bệnh nhân đến sớm trong từ 1 đến 2 ngày thì chúng ta có thể cho cái nhóm mà Tamiflu đó, các anh chị biết rồi, 75mg đối với người lớn thì ngày 2 viên ha. Thì điều trị trong vòng 5 ngày thì có thể làm rút ngắn cái thời gian mắc bệnh của bệnh nhân xuống và có thể làm giảm bớt những cái triệu chứng khó chịu của bệnh nhân. Còn trong những cái trường hợp khác thì cái vấn đề triệu chứng là điều trị, thì người ta nói rằng là cái việc điều trị là gì? Thứ nhất là tránh cái dịch bắn ra từ những bệnh nhân này, tức là những bệnh nhân này phải nên đeo khẩu trang ha, và nên rửa tay. Khi chúng ta ở gần những người này thì chúng ta ăn uống hay gì đó chúng ta nên rửa tay, bởi vì người này có thể hắt hơi sổ mũi gì đó giăng lên trên bàn chúng ta đụng vào, thì chúng ta nên rửa tay, hoặc là những người bị bệnh nên mang khẩu trang ha, thì nó sẽ hạn chế rất là nhiều lây nhiễm trong gia đình. Và tất nhiên là không dùng kháng sinh cho bệnh nhân bị cảm lạnh, vì phần lớn các trường hợp này hầu như đều là siêu vi cả. Việc điều trị triệu chứng thì ở trong đây có một cái nhấn mạnh mà chúng tôi thấy cũng hay, tức là người ta nói là sử dụng vitamin C thì không có bằng chứng hỗ trợ. Tức là gì? Nếu mà sử dụng vitamin C so với một người không sử dụng, hai người lấy ra so sánh thì không có bằng chứng hỗ trợ gì là nó tốt hơn cả. Thậm chí là người ta nói không xài C mà xài A nó cũng giống nhau . Tuy nhiên là có một cái mà người ta có đề cập ở đây là nên bổ sung kẽm, đặc biệt ở trẻ em á, nên bổ sung kẽm trong vòng 24 giờ đầu. Nếu chúng ta nghi ngờ là đứa trẻ này bị nhiễm siêu vi thì có thể làm cho các cái triệu chứng của bệnh nhân nó dễ chịu hơn, có thể làm giảm cái thời gian mắc bệnh hơn. Tuy nhiên là nên cân nhắc, khi cho những cái loại này thì đứa trẻ có thể ói ra và nó không ăn được hay là gì đó. Tóm lại là người ta luôn luôn cân nhắc giữa cái lợi và cái hại khi cho một cái loại thuốc nào đó, hoặc thậm chí những cái loại thuốc khác. Ví dụ như giờ bệnh nhân ho dữ quá thì ngay cả những cái tài liệu này tôi cũng thấy rất là bất ngờ, là người ta nói là cũng có thể xài những cái loại thuốc giãn phế quản, chẳng hạn viêm phế quản do siêu vi á, vẫn có thể xài những giãn phế quản giống như là một cái người bị hen phế quản tạm thời trong khoảng thời gian ngắn đó, thì nó cũng có thể cải thiện cái triệu chứng ho của bệnh nhân. Như vậy tóm lại là tất nhiên trong trường hợp bệnh nhân cảm lạnh thì không có cho kháng sinh, và không bàn vấn đề cho kháng sinh ở đây. Thì sau cái guideline này thì người ta nói là việc ghi toa kháng sinh thích hợp ở tại Mỹ vào những năm 1990 là người ta đã đề ra rồi, và đối với trẻ em thì là đã đưa vô nề nếp rồi. Nhưng mà tuy nhiên á, là đối với người lớn thì vẫn chưa có được thực hiện tốt, vì vậy cái guideline này ra đời. Và cái việc mà chủng ngừa phế cầu ở trẻ em đã làm cho thay đổi cái bộ mặt nhiễm trùng ở trong cái quần thể trẻ em. Thì đối với trẻ em hiện tại bây giờ người ta lại thấy là những cái con như là vi khuẩn không điển hình, hoặc là những cái con vi khuẩn mà không được chích ngừa, ví dụ như là Moracella hay là vi khuẩn không điển hình, nó lại nhiều hơn là con phế cầu và con Haemophilus. Bởi vì phế cầu với Haemophilus thì ở trẻ em hiện tại ở những nước phát triển, ngay cả Việt Nam bây giờ chích ngừa cũng rất là nhiều rồi. Thành ra mấy anh chị lưu ý cái vấn đề này. Nếu hỏi trẻ có chích ngừa phế cầu rồi hoặc chích ngừa cái Haemophilus rồi thì chúng ta điều trị kháng sinh nên loại bớt, có thể là giảm bớt cái nghi ngờ về phía cái con vi khuẩn đó đi ha. Tuy nhiên là người ta đặt ra vấn đề làm thế nào để cải thiện cái việc ghi toa kháng sinh thích hợp này. Thì ngoài những cái chương trình mà can thiệp vô bác sĩ, những cái guideline, những cái hướng dẫn, những cái chiến lược để giải thích cho bác sĩ hiểu cái vấn đề ghi toa kháng sinh hợp lý, thì một cái vấn đề rất là không kém phần quan trọng đó là làm sao mà chúng ta là tạo được cái sự hài lòng cho bệnh nhân. Thì ta nhận thấy là gì? Thường là bác sĩ mặc dù là nói là thôi không nghĩ là vi trùng, không cần phải ghi kháng sinh, nhưng mà rồi bệnh nhân đến và cứ nằn nỉ, nếu bác sĩ không ghi kháng sinh thì con tôi sao hết bệnh, thôi bác sĩ này dở quá tôi đi qua bác sĩ khác . Thì khi đi qua tới bác sĩ khác cho kháng sinh thì vừa kịp lúc là hết bệnh rồi. Thành thử ra là cuối cùng là bác sĩ nói thôi mình cứ cho kháng sinh đi để thỏa mãn cái sự hài lòng của bệnh nhân, đúng không? Nhưng mà thật sự ra thì nếu mà cái sự hiểu biết đó mà có thể nhân rộng ra tới các cái bậc phụ huynh hoặc là bệnh nhân . Thì thay vì chúng ta bỏ một cái khoản tiền là 500.000 để chúng ta đi mua kháng sinh, thì có thể chúng ta xem lại cái giá tiền khám của mình có thể cao lên không một tí xíu, đúng không? Cái này mình suy nghĩ thôi, tưởng tượng vậy thôi. Thì có thể là gì? Bệnh nhân sẽ được tư vấn rất là đầy đủ và người ta cảm thấy an tâm, người ta sẽ biết cách theo dõi những cái triệu chứng và người ta đến tái khám, thay vì chúng ta sử dụng kháng sinh
sẽ mang lại những cái kết quả mà các anh chị thấy là rất là bất lợi ha. Thì vấn đề là sự hài lòng của bệnh nhân đóng vai trò rất là quan trọng trong việc dùng kháng sinh của bác sĩ, và việc giải thích về các cái bệnh tật và cách theo dõi cho bệnh nhân ha, rất là quan trọng. Và cuối cùng là gì? Có những cái biện pháp trên diện rộng. Thì hiện nay á, là nếu các anh chị thấy là ở tại các bệnh viện á, khi chúng tôi đặt bút ghi toa một cái loại kháng sinh nào đó là chúng tôi phải qua cái sự gọi là biên bản hội chẩn gì gì rất là nhiều. Thì chính vì thế mà hạn chế được vấn đề sử dụng kháng sinh. Và khi mà hạn chế vậy thì chúng thật sự là bệnh nhân cũng không phải là điều trị bị thiếu sót hay là gì, vì chúng ta sử dụng kháng sinh quá lố. Những trường hợp cần thiết thì chúng ta sử dụng rất là mạnh, nhưng những trường hợp không cần thiết chúng ta phải xem xét trở lại ha. Rồi, và đây là một cái slide cho các anh chị thấy là đối với Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2014 đó, thì người ta thấy là cái gánh nặng mà do vấn đề đề kháng kháng sinh. Tại sao người ta lải nhải cái chuyện này là ngay cả trong những cái chương trình mà nghị sự của Tổng thống Obama ở trong Nhà Trắng cũng đưa ra cái vấn đề đề kháng kháng sinh này, rồi Tổ chức Y tế Thế giới, rồi gần đây các anh chị thấy là có những cái loại vi khuẩn E. coli siêu kháng thuốc, nhưng mà tôi nghĩ là E. coli siêu kháng thuốc xuất hiện ở Việt Nam từ lâu rồi, chứ không phải đợi Mỹ công bố mình không có đâu ha. Thì ở ngay tại Thái Lan á, là dân số của nó là có khoảng 70 triệu người, thì hàng năm có khoảng là 38.000 người chết vì vấn đề không còn kháng sinh để chữa ha. Và có khoảng trên 3,2 triệu lượt phải nhập viện thêm vì vấn đề đề kháng kháng sinh, và cái chi phí sử dụng là trên 1,3 tỷ đô trong vòng một năm. Và người ta ước tính là cho tới năm 2050 thì cái chi phí này trên toàn thế giới có thể lên tăng lên 100 tỷ đô ha. Thành ra là đứng trước cái vấn đề đề kháng kháng sinh, và các anh chị thấy là trong một cái khoảng thời gian gần đây, khoảng 20 năm đổ lại đây, thì việc xuất hiện những cái nhóm kháng sinh mới mà có ý nghĩa càng ngày càng chậm dần lên, chậm dần đi ha. Ví dụ như mấy anh chị thấy là gần đây người ta có những cái septazidim, nhưng mà phối hợp thêm một cái nhóm nào đó khác để làm ức chế những cái men sinh ra của vi khuẩn, những cái men như là beta-lactamase hoặc là extended beta-lactamase vân vân ha. Chứ thực sự ra một cái nhóm kháng sinh mới mà có ý nghĩa thực sự thì coi như là cái việc sáng chế ra những cái thuốc đó là càng ngày nó càng ít dần. Do đó kháng sinh là một trong những cái kho, cái tài sản của nhân loại. Nếu chúng ta không biết sử dụng, không biết bảo vệ thì chúng ta sẽ quay lại cái thời đại mà chúng ta không có kháng sinh. Đó là cái câu nói mà của một cái người tổng giám đốc của Liên Hiệp Quốc đã nói vào năm 2000 ha. Thì ngoài ra các anh chị cũng thấy là gì, người ta nghiên cứu là kháng sinh có những cái tác dụng phụ ngoại ý. Nếu cứ 5 bệnh nhân đến khám bệnh vì những cái tác dụng phụ của thuốc thì trong đó có một bệnh nhân là vì những cái tác dụng phụ của kháng sinh. Và những cái tác dụng phụ thường gặp của kháng sinh đó là những cái tình trạng rối loạn tiêu hóa ha. Cứ 10 người có tác dụng phụ về kháng sinh thì có trong đó có một người là có rối loạn tiêu hóa. Những cái tác dụng phụ về dị ứng có thể chiếm tỷ lệ 1 trên 15 bệnh nhân. Và cái tác dụng phụ mà những cái sốc phản vệ có thể chiếm tỷ lệ từ 1 đến 5 người trên 10.000 dân. Đó. Thì sau cái phần trình bày này thì rất là mong khi các anh chị gặp những cái bệnh nhân mà có tình trạng nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở ngoài cộng đồng, lần đầu tiên đến gặp các anh chị thì cái vấn đề đặt bút khi kháng sinh, vấn đề chẩn đoán của chúng ta sẽ hợp lý hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị. Thì các anh chị đã theo dõi cái bài tôi đã hướng dẫn, đó là sử dụng kháng sinh cho trẻ em á. Thì hôm nay tôi rất là làm sung sướng khi mà ở người lớn cũng nói cùng tiếng nói. Cho dù không biết hôm nay các anh chị sẽ cho ý kiến như thế nào, nhưng mà khi chúng tôi đưa ra những cái guideline là sử dụng kháng sinh càng ít càng tốt, sử dụng amoc á. Có những lúc trong những cái lớp học riêng đó, những nhóm chúng ta nhiều người nói sao cô nói như vậy, sao thấy không thể nào làm được hết đó. Không thể nào làm được đó. Tại vì ai cũng cho kháng sinh quá mạnh, ai cũng sử dụng quá nhiều. Và ngay cả như nãy bác sĩ Tố Quyên nói, tôi rất là tâm đắc là tại vì ở môi trường bệnh viện chúng tôi không sử dụng kháng sinh trong những cái trường hợp mà như nãy giờ chúng ta đã thấy nghĩ nhiều đến siêu vi, dứt khoát không dùng kháng sinh và không dùng kháng sinh trong những cái viêm đường hô hấp trên đó. Thì nhất là những viêm đường hô hấp trên, còn viêm phế quản như phân tích cũng vậy. Thì các
các anh chị ở lớp định hướng, các anh chị ở lớp chuyên khoa một y học gia đình nói chứ trời, sao nó nghe giống lý tưởng quá à, không khi nào làm được những cái chuyện đó hết. Mà đây là những nhân vật sống làm môi trường bệnh viện, chúng tôi không dùng kháng sinh các anh chị, đó là như vậy. Và cái lời mà lúc nào cũng tha thiết của chúng tôi đó là nếu tất cả những bác sĩ chúng ta trong lĩnh vực bất cứ nơi đâu chúng ta mạnh dạng theo những cái guidelines này, cũng như mạnh dạng là giới hạn sử dụng kháng sinh, tôi nghĩ cái cộng đồng chúng ta sẽ đỡ hơn, và một ngày nào đó những cái tác hại chúng ta sẽ giảm được. Tôi rất là tâm đắc bài của bác sĩ Tô Quyên, tại khi cái bài giảng về sử dụng kháng sinh trong y khoa tôi cảm thấy tôi cô đơn lắm. Một tiếng nói cô đơn khi mình nói là thấy nói ngược lại những cái thói quen, tôi cảm thấy cô đơn, nhưng mà hôm nay tôi cảm thấy thích thú vô cùng. Cảm ơn bác sĩ Tô Quyên. Cảm ơn chị. Thực sự ra thì khi mà mình bắt đầu có những ý nghĩ như vậy, mình cũng băn khoăn giống mấy anh chị, cũng không khác gì đâu. Tại vì trước đây á, mình ngồi nghĩ lại tại sao mà mình lại cho kháng sinh nhiều như vậy. Bởi vì là khi mà mình học cách đây mấy chục năm trước á, mình nhớ không lầm là khi mà mình học cái bài mà nhiễm khuẩn hô hấp thì cái bài đập vô mặt mình đầu tiên là bài viêm phổi. Do đó là một cái ấn tượng đầu tiên của mình nghĩ là nhiễm trùng hô hấp, làm cái gì đó ghê gớm lắm. Nhưng thực sự là hầu hết các nhiễm khuẩn hô hấp trên đều là do siêu vi. Và để mà chứng minh cho cái điều đó thì bản thân mình phải trải nghiệm trước. Thì khi mà mình bị nhiễm khuẩn do siêu vi, mình hoàn toàn không uống thuốc gì cả, và ngay cả con mình cũng vậy, mình không điều trị gì cả thì nó vẫn hết bệnh như thường. Thật sự là như vậy. Nhưng với một cái tiêu chuẩn rất là chặt chẽ là gì các anh chị? Là ở người lớn khỏe mạnh và không có bệnh lý gì trước đó, và hỏi kỹ lại họ có tiền căn sử dụng kháng sinh bừa bãi hay không ha. Chứ còn nếu giờ bệnh nhân đi vòng uống thuốc tùm lum tà la hết trơn rồi, tới nơi mình mà không hết bệnh thì đối với viêm phế quản đó, người ta còn cho tới 6 tuần mà, thì mình cứ thử theo vậy thôi. Nếu không có triệu chứng gì trở nặng, còn nếu nặng thì mình cho nhập viện rồi. Và người ta đã làm, khi nhập viện vô thì sẽ làm những cái xét nghiệm, ví dụ như là gì, công thức máu, bạch cầu gì đó vân vân, hoặc thậm chí những xét nghiệm cao cấp procalcitonin vân vân, để mà khẳng định người này có nhiễm trùng và người ta cho kháng sinh. Và nếu mà cần thiết cho kháng sinh thì phải trúng đích và phải mạnh, đủ thời gian. Tức là gì, đối với kháng sinh không cho thì thôi, mà cho thì cho phải đủ mạnh. Ví dụ như viêm phổi chẳng hạn, viêm phổi nếu các anh chị đã điều trị ngoài cộng đồng, nếu là kiếp 0 tới 1 điều trị ngoài cộng đồng không thôi, thì việc điều trị người ta vẫn khuyến cáo là gì, ngay cả những cái guideline vẫn khuyến cáo sử dụng amoxicillin. Nhưng mà xin nói thêm là để bổ sung cho chị, nếu nghĩ là viêm phổi mà sử dụng amoxicillin á, thì thực sự ra cái con phế cầu á, tới thời điểm này nó đề kháng với lại kháng sinh á, cái tỷ lệ sinh ra men beta-lactamase khoảng chừng cỡ là tùy theo nước có thể là từ 5-15%. Ở Việt Nam có thể là ở cái mức độ đó. Thì nếu nó sinh ra men beta-lactamase thì mình có thể sử dụng amoxicillin phối hợp với acid clavulanic, chứ không cần thiết phải xài tới mức độ là quinolon chẳng hạn đó. Và khi phối hợp như vậy thì có nhiều trường hợp á, nếu giả sử như bệnh nhân không có tiền mà không thể sử dụng được cái nhóm mà amoxicillin phối hợp với acid clavulanic, vì trong bảo hiểm y tế danh sách nó không có, thì thậm chí là đối với các cái bạn sinh viên năm thứ 6 chẳng hạn, tôi nói là các em có thể tăng liều amoxicillin lên. Bởi vì là CLSI, tức là một cái hiệp hội của về cận lâm sàng của Mỹ, nó nói rằng là đối với phế cầu, nếu mà không phải là phế cầu gây ra viêm màng não ha, hoặc là những cái loại, tức là phế cầu mà hô hấp á, thì cái con phế cầu đó là con nhẹ nhất trong đám. Thành ra là lúc trước á, người ta cho cái ngưỡng đề kháng của phế cầu là 2 microgram trên lít. Thì hiện tại sau năm 2008 người ta nâng cái ngưỡng đề kháng của phế cầu bây giờ lên tới 8. Có nghĩa là gì? Nếu chúng ta tăng liều cái amoxicillin lên thì chúng ta vẫn có thể điều trị được đối với những con phế cầu mà kháng thuốc. Tại vì cái kháng sinh, cái nhóm beta-lactam là một cái kháng sinh phụ thuộc vào nồng độ. Phụ thuộc vào thời gian. Tức là một là tăng liều, và hai là chúng ta làm sao kéo dài cái thời gian điều trị ra. Ví dụ như giờ amoxicillin
cái liều của nó dao động có thể là từ 2 cho tới 12 gram. Anh chị thấy đây là cái nhóm kháng sinh mà sử dụng tương đối an toàn. Ha, anh chị xài từ liều thấp cho tới liều cao vẫn có thể là không có vấn đề gì. Thì chúng ta có thể tăng liều lên. Ha, ví dụ như 2 gram, không, chúng ta cảm thấy người này không hiệu quả, chúng ta có thể tăng liều lên là 3 gram hoặc 4 gram. Và chúng ta chia nhỏ liều ra trong ngày. Ha, có thể chúng ta sử dụng là 3 hoặc là 4 lần thay vì sử dụng 2 lần trong ngày. Thì cái hiệu quả của kháng sinh nó sẽ tăng lên gấp bội. Tại vì tôi có đem cái máy của tôi theo, tôi muốn chiếu những cái sơ đồ đó mà gắn vô đây, nó không thích hợp để mà giải thích cho các anh chị thuyết phục hơn cái vấn đề sử dụng cái thuốc như thế nào. Đó. Chính vì thế mà chị thấy là ở trẻ em đó, nó ít sử dụng kháng sinh, chị vẫn xài clamoxin đối với viêm phổi ở trẻ em, nó vẫn hiệu quả như thường. Mời anh. Thưa cô, kính thưa các anh chị đồng nghiệp, tôi là bác sĩ Minh, công tác ở tuyến quận huyện ha. Tôi rất cảm ơn thầy cô hôm nay cho cái bài này, nhưng mà mình cũng mong muốn rằng không có kháng sinh lợn thuốc đâu, mình cũng mong muốn điều đó, bởi vì nếu mà kháng sinh mà lợn thuốc nhiều quá thì nó là thảm họa, không chỉ đối với nhân dân đâu mà thảm họa cho chính bản thân mình nữa, biết đâu mai mốt con cháu mình cũng bị luôn. Nhưng mà thực ra thì thực tiễn mình đi làm mình thấy vậy nè. Thực ra thì tôi làm thì đa số là, thì cô biết không, chủ yếu là đa số các bệnh nhân khu nhà trọ, công nhân lao động nghèo thôi. Và vô đó thì mình cho thuốc, mình cũng nghĩ là nhiễm siêu vi thôi, 90% nhiễm siêu vi thôi. Mình cho nó dài 3 bữa, 4, 5 bữa gì đó, mình cũng trên tinh thần theo dõi thôi. Nhưng mà sau dài 3 bữa cái nó sốt dữ hơn, nó bỏ mình đi luôn. Lương mình thì có 5 triệu một tháng thôi, nó bỏ đi luôn, cái mình đói meo cả ruột luôn. Nó tới bác sĩ kia, cái nó nói ông kia giỏi hơn kìa, tại ông kia kinh nghiệm qua là đi ông Minh hết 3 ngày không hết rồi chắc nhiễm trùng. Như vậy thì bài toán khó ở đây là mình xác định đó là nhiễm trùng hay nhiễm siêu vi. Còn bản thân mình thấy thế này là qua kinh nghiệm mình làm đó. Có lẽ mình nói đây là môi trường của Mỹ, thì đối với mình thì thường là tôi nghĩ là không biết có chủ quan không, tại vì không có cái công trình nào gọi là nghiên cứu riêng cho mình cả, thì thấy thế này nè, sau đợt nhiễm siêu vi hầu như đa số nhiễm trùng là, và chính bản thân con Minh phải trả lời nè, ngày con Minh sau khi hôm nay nó 20 tuổi rồi, và lúc đó mới ra trường thì cũng học như các anh chị gì đó, đa số nhiễm siêu vi. Xong cái mình mới ra trường, mình đẻ con, mình đầu tiên mình sung sướng lắm. Mà bệnh mình đâu có dám điều trị, mình chẳng có kinh nghiệm gì cả. Mình tới một ông thầy nổi tiếng của mình, mình thương ổng lắm, mình tôn trọng, thầy cũng thương mình nữa. Thầy nói người ta số nhiễm siêu vi bên ơi, mình cho uống theo dõi đi. Mình theo dõi ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, nó thở hết nổi rồi. Vô trọng cái thầy nói hồi chết rồi bên ơi, nó nhiễm trùng rồi bên ơi. Thầy thế là đặt đơn, đặt máy giúp thở rồi buôn thuốc gì, cầu trời cẩn thận, cái này nó còn sống. Thế thì bây giờ làm sao? Cái khó bây giờ làm sao bây giờ? Mình cũng mong muốn nó được kháng thuốc á. Bây giờ mà thực tiễn vậy đó, mình đi làm vậy đó, bây giờ làm sao? Thì mong thầy cô nào có kinh nghiệm giúp dùng thôi. Chứ bản thân thực tế mình thấy có những cái khó khăn vậy. Mà cũng đồng cảm với anh chị là nhiều khi mình cũng phải đánh kháng sinh gì nhỏ 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 để mình theo dõi chứ. Tâm trạng là vậy á. Bây giờ mà lỡ mà nó không hết cái đi mất mối, rồi lỡ nó tự nhiên nó trở nặng thì cha bên điều trị sao mà hồi cái nhỏ viêm phổi luôn. Xin lỗi, xin hết. Thiệt ra là ở đây người ta cũng có nói mà, nếu mà nó không biến chứng, tức là gì, vấn đề ở chỗ là gì, làm sao mà mình trao đổi được với bệnh nhân và mình dặn dò được họ những cái triệu chứng trở nặng để chúng ta cho kháng sinh. Vì anh nói trường hợp của anh là một cái trường hợp kinh nghiệm của anh, chỉ có một trường hợp thôi. Còn những cái nghiên cứu này người ta làm trên diện rất là rộng, rất là nhiều trường hợp. Và bản thân mình đầu tiên mình cũng có suy nghĩ thắc mắc giống như anh vậy đó. Nhưng mà nếu những bệnh nhân nào người ta chịu nghe mình bảo là theo dõi giùm tôi 2 ngày, 3 ngày quay trở lại, người ta quay trở lại, nếu có triệu chứng nặng thì chúng ta cho kháng sinh. Và thậm chí là nguyên tắc là gì, cho kháng sinh lúc đó mình phải cho mạnh. Nếu anh nói là khó, bệnh nhân bắt đầu khó thở hay là gì trở lên là phải cho kháng sinh rồi, đúng không? Đó, vấn đề ở chỗ là gì, cái khó là nó nằm ở cái câu cuối cùng là làm sao mà thứ nhất
là hài lòng bệnh nhân, và cái thứ hai nữa là có thời gian để tư vấn cho bệnh nhân. Còn ví dụ như giờ anh nói là trong trường hợp là công nhân ký túc xá gì đó, đó là rơi vô những trường hợp là gì, đây là những đối tượng uống thuốc tùm lum rồi, vậy thì phải lãnh hậu quả thôi. Lãnh hậu quả là phải, tức là gì, nếu anh không điều trị nó, anh biết là con vi khuẩn mà ở trong cơ thể, khi mà mình nói về vấn đề đề kháng kháng sinh thấy nó rất là kinh khủng. Tức là gì, anh thấy tại sao mà phần lớn những con vi khuẩn gram âm là những con vi khuẩn kháng thuốc nhất hiện giờ? Lý do vì kháng sinh chui vô ruột, đúng không? Hầu như là vi khuẩn ở ruột là vi khuẩn gram âm. Thì những con như là E. coli, E. coli là kháng thuốc rất là dữ dội, Klebsiella, hoặc là do bệnh viện giờ hay nói con Acinobacter gì, bác sĩ Thi trong bệnh viện thế thì cũng rùng rợn với cái con vi khuẩn đó, toàn thể nó là vi khuẩn gram âm. Mà lý do tại sao mà những con vi khuẩn gram âm là những con kháng thuốc dữ, bởi vì mình sử dụng kháng sinh rất là bừa bãi. Và con vi khuẩn đó, người ta cái từ nó viết rất là ấn tượng, tức là gì, sexuality giữa con vi, những con vi khuẩn nó truyền những cái gen kháng thuốc. Con này mình muốn điều trị nó, sau khi nó không hết rồi nó truyền cái gen kháng thuốc cho con khác. Thành thử ra là cái vấn đề ở chỗ là làm sao chúng ta đủ tự tin để chúng ta theo dõi bệnh nhân. Ở đây thấy có bác sĩ, hai bác sĩ mà đồng nghiệp của mình là bác sĩ Hưng với lại bác sĩ Tú nè, là có làm ở một số những cái chỗ mà bệnh nhân rất là tuân thủ, và khi người ta quay trở lại cần thiết sử dụng kháng sinh, người ta sử dụng, thậm chí người ta vô người ta nói mình đừng cho kháng sinh nha, hai ba bữa quay lại cũng được. Thì làm sao chuyển biến thành cái số tiền mà sử dụng kháng sinh đó thành ra cái số tiền mà lấy tiền khám của mình để mình ngồi mình giải thích cho bệnh nhân nhiều hơn, đó là đúng không, các anh chị đồng ý với mình không, đúng không? Và mấy anh chị chưa thấy những thực sự các bệnh nhân Việt Nam cái vấn đề mà cái tỷ lệ mà tác dụng phụ do thuốc đó, nó không nhiều, mà tại chắc không thể, chắc mình uống thuốc nhiều quá mình không thấy quá nhiều, chứ còn đối với nước ngoài nó đưa lên cái con mà Clostridium mà difficile đó, mà cái con mà vi khuẩn mà gây viêm đại tràng cái mạc ở ruột đó, gây ra do sử dụng kháng sinh rất là phổ biến đó. Là vấn đề cho bác sĩ Thi chia sẻ thêm. Thì thấy bác sĩ Nguyên lộ tù vô, tôi xin thực sự cái vấn đề bác sĩ Vân nói không phải là ít gặp, thực sự không phải ít gặp. Thứ hai nữa là tôi cũng xin chia sẻ với bác sĩ về cái đồng nghiệp là chỗ này nè. Thứ nhất á, là những cái tình huống đó, thứ nhất là mình phải chú ý là bệnh nhân không có bệnh lý đi kèm. Khi tất cả những cái điều bác sĩ Quyên trình bày đây ấy, là ở người mà không có bệnh lý đi kèm, đó là điều đặc biệt là trẻ em điều đó. Cái vấn đề thứ hai là bác sĩ Minh quên một điều, bác sĩ Minh nói là bệnh nhân xong cái nhiễm siêu vi ở nhiễm trùng thì bác sĩ Minh lại nhớ bác sĩ Quyên mà đi nhấn 2-3 lần cái chỗ là đã có sốt hết, đó là bệnh nhân đang sốt đến hết sốt xong rồi sốt trở lại, là vấn đề phải chú ý. Cái thứ ba là những cái đặc điểm để chẩn đoán phân biệt, đó là cái viêm phổi phải bám vào trong đó lần theo, tức là cái tần số ngờ bệnh nhân, nhiệt độ bệnh nhân như thế nào để nghi ngờ đó là cái trường hợp bệnh nhân đến khoảng đang đi vào cái viêm phổi. Thành thử ra nếu mà trong trường hợp mà mình không chắc chắn thì mình có thể dặn dò người ta rất kỹ về vấn đề, nếu có gì thì quay trở lại sớm, nếu đó mình có thể xử lý sớm được nha. Thành thử ra bây giờ cái khó của chúng ta làm sao mà có thể dung hòa được một cái guideline nha, một cái guideline với lại với cái thực tế lâm sàng của mình, với cái hoàn cảnh mà nơi mà mình đang làm việc, ví dụ như bác sĩ Linh nói là những đó là những nơi mà người ta sống trong những nhà mà ở mới nhân điều kiện kinh tế thấp vân vân, thì cái đó là chúng ta lại càng chú ý thêm. Mà những trường hợp đó thường thường là bệnh nhân đến là cho thuốc có một ngày, thậm chí là 5 ngày lấy 5 ngàn đồng lấy ngày thuốc thôi, đúng rồi, không có tuân thủ điều trị, những ca đó rất là khó. Có một câu hỏi ở đây là gì, việc dùng corticoid trong cái viêm đường hô hấp trên có nên hay không nên ạ? Corticoid đường uống hay là đường tại chỗ ạ? Anh chị đã hỏi câu hỏi này. Sử dụng corticoid đường uống không có khuyến cáo trong cái điều trị các cái trường hợp viêm hô hấp trên, mà chủ yếu là đường tại chỗ. Ví dụ như là viêm mũi xoang hay gì, một cái nguyên nhân mà dẫn tới viêm mũi xoang do vi trùng là tình trạng tắc nghẽn từ cái mũi, rồi nó tắc nghẽn nó dội ngược vô xoang,
thì phải làm thông thoáng mũi xoay ngay từ đầu thì nó sẽ hạn chế rất là nhiều cái vấn đề nhiễm trùng. Thành ra corticoid đường uống trong trường hợp bệnh nhân có triệu chứng nói chung là quá nhiều và bệnh nhân yêu cầu quá thì người ta nói cũng có thể cho ngắn hạn thì nó sẽ làm giảm triệu chứng cho bệnh nhân, nhưng mà rút ngắn số ngày bị bệnh lại thì không có giá trị, nên người ta khuyến cáo tại chỗ nhiều hơn là nhưng mà nếu có ngắn ngày thì cũng không sao. Nói chung là để chuyển đổi một cái suy nghĩ, mà nhất là trong cái môi trường mà quá nhìn thấy rất là nhiều những cái bệnh lý nhiễm trùng như ở những nước chúng ta, các những cái hãng thuốc là bán thuốc được quá nhiều thì không thể nào mà một sớm một chiều được. Nhưng mà trước hết đó, tôi nghĩ một cái đầu tiên đó là nên thí nghiệm trước cho bản thân mình để mình tạo niềm tin cho mình. Cái đầu tiên tôi làm là vậy. Cái thứ hai nữa là tôi bắt đầu thí nghiệm cho người nhà. Có nhiều người nói là sao mày đi thí nghiệm má mày vậy, bữa trước mẹ tôi bị viêm phổi thật sự là vậy và tôi điều trị kháng sinh cho má tôi chỉ có 6 ngày. Tôi rất là hồi hộp, tôi nghe phổi thiệt kỹ, tôi nghe diễn tiến mấy cái rang phổi nó giảm rất là nhiều, người ta nói là gì chỉ cần 5 đến 7 ngày, bây giờ tôi thử 6 ngày. Thì sau khi đó thì cũng rất là hồi hộp đúng không anh chị? Nhưng mà cuối cùng là cũng không bị gì hết. Tại vì mẹ tôi đâu có bị viêm phổi bao giờ, chưa từng khi nào uống kháng sinh ha. Cơ địa rất là bình thường, không có bị bệnh gì đặc biệt hết. Thì cũng khỏe như thường. Đâu cần thiết phải kéo dài tới 10 ngày, 14 ngày. Một lọ thuốc kháng sinh là biết bao nhiêu tiền rồi. Thực sự là mẹ tôi thì không uống thuốc được, uống thuốc vô bị ói. Nên tôi buộc lòng chích. Và tôi chọn một cái loại kháng sinh phổ hẹp nhất ha. Sử dụng kháng sinh thì kháng sinh phổ hẹp nhất và đánh trúng đích. Anh chị, người ta đưa ra những con vi khuẩn này tới bây giờ nó còn rất là chính xác. Ví dụ như nhiễm khuẩn mà nghĩ là viêm phế quản thì phần lớn nếu vi khuẩn sẽ là vi khuẩn không điển hình thì việc chọn lựa kháng sinh sẽ là nhóm Macrolid hoặc là Timolol, tốt hơn là sử dụng nhóm beta-lactam. Còn nếu chẳng hạn như xuống dưới và viêm mũi xoang thì vậy, phần lớn là phế cầu hoặc là những con vi khuẩn mà bắt đầu sinh mũ hơn, ví dụ Emphylis hoặc Moracella thì lại là nhóm beta-lactam hơn là nhóm Kinolo hay là nhóm Macrolid. Thành thử ra là nói chung là mình sử dụng kháng sinh, nếu có sử dụng thì phải hợp lý, thời gian như thế nào, vân 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 vân. Thì cái này chia sẻ thêm và để mà củng cố thêm thì chúng ta cứ thử áp dụng từ từ. Nếu chúng ta không tin thì thôi, cái khuyến cáo là những điều mà ai thích theo thì theo và không theo thì thôi. Dạ, cảm ơn sự theo dõi của anh chị.